Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh chuyên mục tin tức mới nhất của chúng tôi ngày hôm nay. Mong rằng quý vị sẽ nhận được những thông tin hữu ích nhất. Ca COVID-19 đầu tiên qua đời tại thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang. Vào ngày 21 tháng 6 năm 2021, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang thông tin, trong thành phố Mỹ Tho hiện có 2 ca mắc COVID-19, nhưng đã có một người đã qua đời. Bà Trần Thị Lờ, sinh năm 1960, sống tại phường 9, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang. Hiện tại cơ quan chức năng đang kiểm tra nguyên nhân cơ quan chức năng công bố, bà Trần Thị L và chồng là ông Trần Văn V dương tính với COVID-19. Vào ngày 15 tháng 6 năm 2021, hai vợ chồng bệnh nhân này được cách ly tại bệnh viện giã chiến để cơ quan y tế chăm sóc. Do tiếp xúc gần với vợ của con trai là bệnh nhân 10.622 sống tại xã Mỹ Hạnh Đông, Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, người con dâu đã đến thăm hai vợ chồng bệnh nhân sống tại Mỹ Tho. Người con dâu này bị lây nhiễm trước đó từ bệnh nhân sống tại Gò Vấp, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Được biết ông Trần Văn V đang bị chứng tai biến,